Chiều nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì cuộc họp cùng các ban, sở, ngành liên quan bàn các nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị, diễn đàn xúc tiến và thu hút đầu tư chất lượng cao vào địa bàn tỉnh Hình Phúc. Dự nghị có lãnh đạo Liên tri hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở kết quả phối hợp làm việc với đơn vị tổ chức Liên tri hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam VIPFA, Hội nghị diễn đàn xúc tiến và thu hút dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh sẽ bao gồm các nội dung như định hướng và giải pháp về phát triển toàn diện khu công nghiệp để đón sóng dự án đầu tư chất lượng cao, giải pháp về xu thế kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị cho Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng trong thu hút đầu tư chất lượng cao. Tham gia vào các nội dung hội nghị là ý kiến tham luận của các diễn giả, đồng thời là lãnh đạo trực tiếp làm công tác quản lý về đầu tư FDI, những chuyên gia tư vấn đầu ngành về đầu tư cũng như những trao đổi từ nhu cầu thực tế đầu tư của các nhà đầu tư doanh nghiệp. Theo kế hoạch, chương trình hội nghị tổng thể dự kiến sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ chiều ngày 8 đến ngày 9 tháng 12 năm 2024, gồm các hoạt động như tổ chức giải góp, tham quan thực tế khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc, tham quan các khu công nghiệp và tổ chức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và dự án tiềm năng thế mạnh của tỉnh Vĩnh Phúc. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến vào nội dung chương trình hội nghị, thống nhất các nội dung và các điều kiện tổ chức hội nghị báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.